Mình đóng vai nhà quê mình phải sao con? Tập bối rối rồi. Đói vào cái cục này bối lên thì à, đó. Rối lên gì hả? Cô lò này không có gì hết trơn, nó vô sản luôn. Cái nhà nghèo đây nè. Nghèo có gì ăn răng đen luôn kìa. Cô Lộ ơi, mình đóng vai nhà quê mình phải sao con? Tập bối rối rồi, đói vì cái cục nè bối lên thì đó. Rối lên gì hả? Nó hơi tà bọc, bọc xuống nè. À, còn áo quần thì sao? Áo rách, rách, rách đây nè. À, có nên mang giày tay không? Người ta kêu là đúng mặt đồ nhà quê. Nhà quê mà cắt nửa cái áo quần. Áo rách hả? Rách luôn hả? Tóc phải sao? Tóc phải bối rối hả? Nhà quê mang giày, mang giáp em bao lộ? Chứ không, tôi hỏi sữa là sữa ơi, nhà nghèo đâu có đeo cái hành giáp đó đâu. Xong rồi anh sữa nói là chứ anh sữa gỡ ra. Xong mọi người nói là nhà nghèo không có mang, nhà nghèo đâu có mang đó đâu, nhà giàu mới có mang đó. À đúng rồi, chính xác. Nhân vật nhà nghèo là phải không có dây chuyền, không có vàng dòng gì, đúng không ha? Cái cô lò này không có gì hết trơn, nó vô sản luôn. Cái nhà nghèo đây nè. Nghèo không có gì ăn, răng đen luôn rồi. Sao cái mẹ đẹp dữ vậy? À ba đầu đóng vai, đóng vai là ông chủ nhà, đóng vai ba của con á. Xong rồi bà nội cho, bà nội tức là Vũ Hà đó, ngoại Vũ Hà đó. Con muốn thư giãn không? Muốn thư giãn làm sao? Thư giãn là cái ghế này ngã xuống. À, đẹp xuống hả, ghé đẹp xuống hả? À, cầm cho con này cho. Rồi, thư giãn rồi đó. Đã quá, đã quá, trời ơi. Cái vai này bộ lộ ơi, vai này. Đã quá đi, trời ơi, hạnh phúc quá. Đi làm quay phim mà có ngôi sao bắt vai cho mình nữa. Phục quá, quá thương luôn, có con nhờ quá luôn á, con xịn sò, con yêu quý. Yeah, hôm nay là ngày thứ hai, dậy giờ 5 giờ nhưng mà đoàn phim có kêu, 6 giờ đoàn phim có kêu, trong nhà này đúng không? Tôi nhà tôi nha, nhà giàu nha, má tôi giàu chứ tôi không có giàu. Nắng nay thì trời cũng không nắng lắm nha quý vị, cho nên là quay cảnh đá gà rất là vui nhộn. À, lần đầu tiên mà mình có mặt tại một cái nhóm đá gà đó. Và khi mình coi lại những cái test quay thì mình thấy là rất là vui. À, cái tạo hình của mình thì tất cả là theo ý của anh Đàm Vĩnh Hưng, từ tóc tai, râu, mặt mũi, quần áo thì do anh Đàm Vĩnh Hưng quyết định và yêu cầu hết. Cho anh Hưng nói là mình giữ có ráp thì mình sợ chết, nào giờ mình không có ráp, không biết làm có phá hư sản phẩm của anh Hưng không. Nhưng cuối cùng mà do mình thu âm xong thì mình rất là nôn nóng để mình được ráp, tại vì hay quá, dễ thương quá. Mà chẳng những lời rap mà mình ngồi mình mỗi lần mà anh Hưng quay tới cái đoạn mà anh phải lip sync theo cái bài hát á thì ngồi mình lẩm nhẩm theo hoài luôn. Thì mình nghĩ khi nào còn đám cưới thì cái bài hát của anh Hưng vẫn còn được ưa chuộng. Ai
con nhỏ. Con chơi người ta lẹ lẹ. Con chơi người ta giống đàn ông. Mà ba cái đó là mỗi tuổi vô con người của bà luôn đó bà nội. Gió này đẹp, ok, nhưng em có thích sống bạn nào hơn một lần thôi. Toàn nữ không mà, toàn nữ rặt không mà, đâu ai giả gái đâu. Ở ngoài đường á, chạy xe ngời ngời nha, đàn ông đâu riêng nha, bước vô cổng cái là thành nữ hết. Ngoại ơi, em kiếm ngoại nè. Superman ra, Superman ơi. Đi giải cứu thế giới với cô. Nếu bài hát này nó thành một bài hit thì nó hiện có 90% là nhờ tôi. Bài hát nó bình thường vô cùng, nó đều được cái bài phối âm phối khí này nó nghe, nó like là nó Khmer xong rồi nó khang ra rồi nó thấy nó hay nhộn nhịp vậy thôi. Giọng hát làm cái hình cũng cũ kỹ chả gì mới, có gì đâu mà mới. Tóm lại là cái bài hát cũng được, chả may nó hay tôi thì sợ đấy, cái bài hát này nó viral nó hay thôi tôi chỉ sợ vậy thôi hả. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, tại vì tôi cũng đóng trong MV tôi sợ tôi nổi tiếng đấy lại lây hết đi. À chưa mọi người ơi, ngày hôm qua tôi té ở dưới sông, nó sông mà trời ơi, đến cái khúc mà nước nó rầm xuống rồi là nó cạn đấy mọi người, có bằng này nước thế này còn rất là xình non rồi mất đôi quá. Tôi bắt đào bên hưng thì đền tôi hai đôi. Bài hát này á nói về tình cảm của mẹ con. Cái gì vậy bà nội? Mà người mẹ là ở là nuôi dưỡng người con thành tài được như vậy, mà thằng con nó hư đốn là bà mẹ đã uốn nắn là trở thành một đứa con ngoan đấy. Ai mà làm mẹ mà giỏi như tôi? Cái bài hát này mà hay nhờ tôi hết đấy. Bây giờ ta hỏi lần cuối nè, hai đứa mày có chịu cưới không? Dạ cưới. Hello mọi người, chào buổi chiều. Chiều thiệt là chiều vậy đó. Bây giờ là gần 6 giờ tối rồi nha. Là ngày thứ hai của lễ hội quay MV của Đàm Vĩnh Hưng. MV phải nói là lúc đầu nó không có tính ra tới mức độ vậy đâu, mà quay nhanh gọn, ngắn gọn thôi, đơn giản thôi. Rồi cuối cùng nó bôi ra. Diễn viên cũng nhiều hơn, cảnh quay cũng nhiều hơn, ôi cái gì nó cũng nhiều hơn, tiền nó cũng nhiều hơn luôn. Cảm giác nó nhức cái đầu. Ba lần rồi trời ơi. Và cuối cùng rằng là tới giờ này là cũng bị đóng máy rồi, có như đã thoát vai.
Tôi muốn nói là cảm ơn đến rất nhiều các thành viên ở trong đoàn, từ âm thanh, ánh sáng, hậu kỳ, rồi thiết kế, đặc biệt là anh Vĩnh Huyên, đặc biệt hơn nữa là đạo diễn Phương Ngô, cùng với tất cả anh em ekip, các GLP rất là giỏi. Cảm ơn ngôi nhà thân yêu đã cho chúng tôi những cảm giác nó rất thật trong MV. Cảm ơn Thái Thoa nè, cảm ơn Minh Dự, cảm ơn Hữu Đằng, cảm ơn Long Chun và cảm ơn Polo và Sữa, đặc biệt là bé Bảy thân yêu. Bé Bảy thân yêu là diễn viên được đưa vào tung vào giờ chót, vì Hương nói là không biết có cơ hội nào mới được mời bé Bảy. Thế là bé Bảy nhận lời ngay lập tức liền, cách đây chừng 3 ngày. Chết cha, nếu không nói cảm ơn một người này chắc nó chửi dữ lắm luôn á. Đó là ngoại thân yêu, hôm nay không phải nào là ngoại mà là nội nha. Đóng vai má của Hương, trời ơi, vô vai này làm giọng mẹ không à. Nói chung là chịu cực, chịu khổ, đội cái tóc đó 2 ngày trời nha, rồi té sông, té biển, rồi xình lầy đêm hôm mưa gió tội lắm. Đó, mà không biết có nhận được lương hay không nữa. Rất là đáng thương luôn, nói chung là I love you, Vũ Hà, thân yêu. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, hãy nhớ đón xem MV của Hương nha. MV có thể là xuất sắc và hot nhất trong năm nay luôn. MV tên gọi là Trời ơi, mình đã có